công đức cao dày, pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn bà số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thông khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ, thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm mơ chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh niết bàn, tám công đức thủy quay mang lưỡi sanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh, mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng, nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa, nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai. Tiêu trừ nghiệp ác lâu dài, thân hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương cường đường ru. Các bậc tri giả ngày xưa, biết quan sáng lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biển hay, lỗi lầm che giấu tôi ngày càng tăng. Triền miên như cá sông hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang.
Khi xưa chư Phật cũng làm mà phán lò sám mỗi niên bàn dựng xây, toàn nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao, một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi, nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban. Mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang bữa phao, lỗi lầm tạo tới chừng nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai tự nghĩ đời ta, tuy gặp Phật Pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày, y lời phân dạy mà dạy công tu. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mãn công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, nghênh ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng dài khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thanh hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Lại xin sám hối phần tiền, ăn năn tội lỗi tạo trên dương trần. Sợ khi địa ngục xa chân, bán ghi tội phước muôn phần chẳng sai. Đầu trâu mặn ngựa ra oai, còng đầu theo nghị văn này ít chi. Diêm vương mặt sắc thị uy, hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên. Kẻ thưa đời trước oán khiên, sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi. Người thưa thuở trước tên đời, giả mang chim đoạt hết tài vật tài. Kẻ thưa thân quyến toàn gia, nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người. Ngày nay nó đã hết thời, thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh. Chứng nhân kéo tới trùng trùng, oán kia chồng chất khó lòng kêu oan. Khế kinh đã nói rõ ràng, pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì.
bình sinh tạo tội quên đi, đến khi sắm chết nghiệm gì cũng ra, tức thì địa ngục phải xa, oan oan tương báo rất là phận mệnh anh. Chim vương nội trận lối đền, phóng tay hà chỉ gia hình trả oan, dẫu vô lượng kim than vàng, cũng không thoát cảnh cửa bàn chế xương anh. Người thân cũng chẳng dám đương, mình làm mình chịu dễ nhường cho ai, biết thân đã tạo nghiệm sai, sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh. Vô thường ập tới bấn thần, hối than chẳng kịp muôn phần uổng công, này còn sám tự đáy lòng, khẩn cầu Phật thánh thay động chứng minh, ăn năn hết mọi tội tình, cúi đầu con lại tâm thành kính dân. Kể từ vô thị đến nay, vô minh che lấp nghiệp dày đã cam, tùy theo tính chất việc làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến anh. Hiện tại quá khứ vô biên, đam mê vật chất do phiền não tham, giận hờn phát tác nghiệp sân, vô minh nên tạo vô ngần nghiệp sĩ. Từ cao ngã mạn khinh chế, nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần, hỏng tà kiến lạc nguồn chân, không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Trăm ngà tâm tánh hung hăng, ngà luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai, ai u mê suốt cả ba đời, chấp thường chấp đoạn chấp nơi tín cuồng. Kiến thủ giới thủ chẳng buông, não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo điên, đời con đã lâm não phiền, nay xin sám hối thanh hiền chư tôn. Con nguyện chẳng dám mỏi mòn, để đào sám hối sắc son chỉ thành. Đế đạo sám lại hồng danh, xin chư Phật chứng lòng thành của con, tâm lòng tha thiết sắc son, não phiền sâu nặng chói mòn tâm can. Sám trừ phiền não lẫn sang, sám tiêu phong dần, sám tan biển lười, sám cho trí giác kịp thời, sám trừ ngũ muội ta người chẳng phân. Sám không dối trá dữ dằn, sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm, sám buông lòng ngậm oán hờn, sám trừ công kích tranh hơn với người. Sám chấp hình tướng bên ngoài, sám lòng tháng loạn mười hai duyên trần, sám cho trọn vẹn mười phần, khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài. Não phiền tác hại mọi loài, ăn năn
sám hối không phải nhân lòng, dập đầu lại đấng chí công, lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri. Tất cả phiền não sám rồi, con xin phát nguyện một lời thiết tha, tội từ ý nghiệm gây ra, gốc căn nghiệp tội chính là tham sân. Chỉ mê ai dùng sân trầm, giờ xin dứt sạch cõi căn não phiền, nhận rằng ba cõi nhân thiền y như ba ngục trói xiềng thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sao nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không này, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Giờ đây đảnh lễ phần rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt thiện sinh, chú tâm quan sát tiến trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiền lành, bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan thiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo khen tưởng chơi, tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò. Tự thiêu tự đốt thành cho hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang, lìa xa bản tốt không màng lời hay, Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan, gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ, dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần. Cũng trong khoảnh khắc vô chừng, hết đời cũng đọa ba từng dữ kia, dù cho phương bảo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn
Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàng xuất sanh, làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lười, vẫn không biến xám ba đời nghiệp oan, khác gì nước ngập hố hang mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sáng bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịt như trời này sao, mênh mông chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như, triệt tiêu ba kẻ nỗi thù, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh, luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản giác chuyên bành pháp luân. Bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất dị trong ngần lưu ly, việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức tự bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên, quán xong bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tồn. Vượt dòng sinh tử vẫn vô cõi thường, con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chưa tôn. Từ vô thị đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh, không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì hoang bức bách biết gì nữa đâu anh. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền nào cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng không, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm tư càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thật
thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi. Tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh, vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp pháp chẳng biết gì, đại thừa bốn thể ngu si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trì kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Nào phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn, cũng xin tha thiết lòng son không sợ, hướng về chư Phật chư Tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong, mà một mai đạo quả đạt công, nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong em. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tình thanh cõi phân hòa đồng chúng sinh, tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập thân siêu phàm diễn ca, não phiền của cõi ta bà, vô minh vì thế cũng đà triệt tiêu anh. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cúi đầu lạy Phật ba thời chứng minh. Cúi đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã năng. Sám phiền não chướng vết hằn nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau, con xin tha thiên khẩn cầu. Sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên, nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời, nghiệp là mầm mống luân hồi.
tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành, nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân, nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm to về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bằng. Phàm phu trí thiện toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sao hướng đền, hậu bao lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ cặp hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp thương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mãi sau, án thời phương giảm tội sau. Nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cần kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác
bạn tà đua theo, khinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra con xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh anh.
mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết ta gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lờn. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ai. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu, xa sanh tội ác đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa xé cưa thân hình, hoặc là đâm chém tân bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phận dơ. Hoảng làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thị chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn bắn lưới chài chó săn. Đập cuối gài mái đạo hầm, cung tên nó đạn giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy gặp không nơi thoát đào. Hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt nuốt chiều miếng tham ăn. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn lá
cách tiếng làm hàng bán buôn, chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương ra rời, oan thang thâu đến tận trời. Đơn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh xa. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễn nhau. Đạn bom pha xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham ăn. Đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung nhan chẳng sờn, bản buôn khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe nặng chân dẫm đáp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương môn lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, khẩn hoang trồng chia ven áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn, mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi, chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành, sám hối mà đưa thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phận rồi, con đem kính mạng gửi nơi Phật ấy đàn. Cuối đầu đánh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, mà trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ơi. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặt, dầu nhỏ nhiên cỡ
trồng rau ngọn cỏ cây kim mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang huống chi lên lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệm oan ngấm đầu chiếu nhiều khổ bao rất sâu xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình hoặc tìm nẻo giữ súc sinh mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu đem thân vác nặng cúi đầu trả oan. Làm người cũng chẳng an toàn làm thân tôi tớ để hoàn tội xưa trộm cướp có bao chẳng vừa nay còn sám hối xin chừa lòng tham nay xin sám tội đã làm mà kể từ vô thí lòng tham năm trời. Bán vàng tài sản của người hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền nói lời xuôi ngưỡng đảo điên công từ chiếm đoạt lợi riêng cho mình hoặc về hối lộ gia hình bé ngay thành vài cố tình hại nhau hoặc làm quan lại đứng đầu dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô của công quản lý hồ đồ chia bai cắt xén lợi to về mình thuế nồng thuế mãi không trình qua đò vườn ai cố tình đi không này con phát lộ cầu mong anh ăn năn sám hối án đồng triệt tiêu lại trừ bao kiếp xưa lâu độ dùng tam bảo cung cầu đoạt tranh nhang đèn pháp khí tượng kinh cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn cao dưa củi đuốc dầu đèn lụa tơ phan lòng cất riêng để xài quả hoa thiên tinh cung bài ý quyền thao túng lấy trài tự nhiên nay còn sám hối tội kiên chư phần bồ tát thánh hiền chứng tri kể từ vô thủy mà ghi tội con chồng chất cũng vì tánh tham ma của thầy của bạn cũng ham ăn cũng vì lời lòng mà cam dối lừa xóm giềng thân cận chẳng ưa rơi rào xê vắng chiếm bừa đất đai của người sáng đòa công khai của công bọn rút mà xài biệt thiên anh. Con xin chư Phật thánh hiền chứng minh con nguyện tinh chuyên sám trừ kể từ vô thủy đến giờ đành thành pha nướng đạo mồ lương dân em người mang đỡ thân nhân em cho sải nghe tàn đàn mới cảm tội tình vô cáo cầm da ma gây nên hoàng trai bắc nam chia lìa tạo bao thảm cảnh não nề nay xin sám hối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian lạnh giao thương mãi lạnh hàng mang buông
ban thì cân nhẹ đâu non, buông thì nài em chẳng còn nướng tay, cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buông. Tìm cầu chúng lời con chẳng nề gian xảo núi non nào tài. Dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường quyết vách nổi danh cường đồ. Chẳng chê cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Án kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nương nơi Phật Đà. Cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh. Tội kia con đã chi thành, ăn năn sám hối tội tình hoàn không. Nhờ công đức sám hên lòng, mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn trời có ngài âm. Không còn ý tưởng trộm vay, người người đều biết đủ đầy chẳng tham. Lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành. Hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh. Ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si. Ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tánh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui. Bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Tỳ kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trăng hoa
biệt hẳn đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sao thời ẩn năng, nhờ công sám hối não phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm ác miệng bốn thứ bao gồm. Lời nói thô ác ôm sợm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đọa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết thảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, ở trong thân quyến bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên. Chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quốc hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành.
hoặc dùng yêu thuật mà miễn khoe khoang đã cứu thành thánh nhân. Tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Này con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tím to ở văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm an. Mọi mòn chi khi lỗi lầm chẳng hay, hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có hoàng khó nổi có bài, ôm lòng hoan hận tôi dày sự sanh. Này con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, mà ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi, sao gia quan cũng phải thời ăn năn, hướng về vô thủy tội căn. Giang quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn, tâm mê sắc đẹp bên ngoài, màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều, mà lòng
sắc dễ siêu, mộng mơ bất chính tạo nhiều đắng cay. Thái ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi kỷ hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn đoàn thâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phán xanh, lưỡi thèm thịt béo ca tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh ngâm đầu. Thân ưa lụa mịn gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tưởng cao siêu, lời răng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phật đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần tuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiểu rằng tánh không, sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ, nguyện đem cái mạng sống hờ, quy y Tam Bảo vương bờ tử sanh. Cuối đầu đánh lễ phận rồi, con xin bày tỏ những lời tự tâm, mà sám xong ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng đã phân rõ ràng. Tôi cùng Tam Bảo đã mang, ngày nay xin tự sám muôn đàn ác tâm, mà trong kinh Phật dạy ân cần, thân người có được muôn phần gian nan. Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu, thánh tăng dễ gặp được đâu ơi. Đức tin khó lập, đạo màu khó nghe, mà nay thuận thảo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan. Pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau, tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luôn hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bảo la, chứng minh lòng sám phận đà độ con. Tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chê.
Hiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốn tượng nghe về chi đâu. Phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm, mà có khi đặt tượng kề bên. Hóa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi, Phật bảo chẳng biết nể gì. Nay con sám hối hành vi lỗi lầm, đối cùng kinh sách vô tâm, mà bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh. Hoặc dùng lời nói vô tình, lời thô tiếm tục phê bình chẳng nương. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kính chẳng thường nể nang. Hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn. Chất chồng kinh sách xéo xiêng, gáy lông trang rách chẳng phiền sửa sang. Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp bảo chẳng màng sẽ chia. Ác nghiệp vậy phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng hơi âm. Học kinh chú lại biến lời, nằm ngang nằm ngửa nói cười huyên thuyên. Hiểu sai ý Phật thanh hiền, chánh tà cũng chánh phân miên. Nói càng dạy người lên mặt bao ban. Văn từ trao chuốt luận bàn ý riêng, chê bài chánh pháp đạo điên. Đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân, chẳng từ hành đồng vô luân. Đại thừa hủy bán tôi trần khó thiếu. Ác nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đối cùng tăng bảo tôi dày biển bao. Chẳng tôn đức trọng đạo cao, đặt lời theo dịch ra vào dẹm chế. Làm cho tuyệt giống Bồ Đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu. Vậy tuồng trên bọc trong dâu, phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu. Khuyến dụ bát chánh bỏ lơ, giả trang hình tương xét dò tăng thân. Ôi thôi tội ác vô ngần, con xin sám hối phân trần đầu đuôi. Đối trước tam bảo ba ngôi, lộ thân lóa thể lôi thôi áo quần. Dám dày cùng với tay chân, bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ. Đạp xe vọt ngựa phóng bừa, sông vào tự viện chẳng thưa hỏi gì. Miệng nhổ hồng khàm mũi xì, chẳng còn ai ngài nể vị già lắm. Bao nhiêu tội ác đã làm, chỉ thành sám hối nay cam giữ gìn. Nay con đành lễ phân tiền, thành tâm sám hối tôi liền tiệt tiêu.
đời đời cùng Phật cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mọi điều kính tuôn, cũng dường lắm vong báo chân, giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì, phước lành như núi Tu Di, trên thờ Tam Bảo dưới vị chúng sanh. Cuối đầu lại đứng chi tôn, đối với Tam Bảo con còn nghiệp sâu. Từ nay con nguyện hồi đầu chí thành sám hối cần cầu thứ tha. Con xin thành thật tỏ ra những ác nghiệp khác để mà ăn năn. Phần dạy người ở thế gian có đủ sức mạnh giữ hàng thánh nhân. Một là người có tâm tàm, là người có trí không ham loạn cuồng, giữ mình không dám tha buông, mà tạo tội ác ngông cuồng chẳng kinh. Hai là tâm quý trong mình, không xúi kẻ khác tội tình làm ra. Có tàm có quý mới là, có nhân có nghĩa mới ra con người. Không tàm không quý uổng đời, làm người mà tánh như loài súc sinh. Do đây một gia chi thành, cầu xin sám hối hồng danh Phật Đàm. Từ xưa tin thuyết tà ma sát hại sinh vật, dân tà cũng yêu, nghĩ rằng thần quỷ cao siêu, nên hồng lo lót mong tiêu tai nạn. Hoặc là giả thanh giả thần, tự xưng là đấng giáng trần độ sinh. Bao nhiêu ác nghiệp tẩy đình, con xin bộc lộ tâm tình từ đây. Kể từ vô thị đến nay, nói năng ngạo ngưỡng lòng đầy kiêu sa, ý mạnh hiếm yêu hết la, chè chen cuồng loạn lạ cả ngày đêm, kinh kỳ hết thải sang hèn. Tự cao tự đại chẳng kiên nể gì, từ vô lượng kiếp đến nay, ham ăn ham uống ly bì say sưa, chẳng còn chừng mực sớm trưa, thịt hầm cá sông chẳng chừa món chi. Ngũ tân cũng chẳng sợ gì, hôi nồng kinh tưởng khắc kỳ tình cháy. Vọng tâm mơ tưởng trời mây, lân la kẻ xấu bằng thầy lánh xa. Bao nhiêu ác nghiệp kể đáng, con xin sám hối Phật Đà chứng minh. Từ vô thị kiếp lai sinh, kiêu căng tự thế nhân tình bất phân. Chẳng nề phải trái nhân luân, cái chạy cái cối tranh phần dành hơn. Tự chuyên kiêu ngạo dẫn hờn, ước mơ viễn vọng nguồn chân chẳng
màng, nay con sám hối mọi đàn, chi thành thoát lộ cũng vàng mười phương. Lại còn buông gạn bán lường, lòng tham không đáy chẳng nhường nhịn ai, chẳng nề nề nghiệp án tai, chẳng kiêng lừa dối chẳng nài điều ngoa, tu hành chẳng tránh xa hoa. Chẳng tu giới đứng ham quà cúng dân, nay còn xa mối mọi phần, kể từ vô thị lần lần đến nay, thành tâm phát lộ phơi bày, ác nghiệp như thế từ nay xin trường. Cùng từ vô lượng kim xưa, á tâm tàn nhẫn chẳng chữa điều chi, xích xiềng đánh đập nô tỳ, phá cầu triệt cống đường đi biết rào. Chí thành phán lộ thâm sâu, ăn năn sám hối mong cầu nghiệm tiêu, xưa nay tội ác bao nhiêu, vì quen phong túng buông liều giả tâm, bạn bài nhậu nhẹn ngày đêm. Chẳng còn giờ khắc tham thiền tu thân, biến lời suy nghĩ xa gần, sáu căn buông thả tâm thần u mê, tham sân tật đố tràn trề. Cuồng phong lửa dữ đốn đi nghiêm lành, nhắm đường địa ngục thọ sanh, anh mong giải thoát khó thành thiện nhân, từ nay tội lỗi xa gần. Con xin sám hối ăn năn chí thành, bao nhiêu tội ác đành rành, tự mình tạo lấy hoặc mình khiến sai, hoặc vui vẻ tán tụng người, hoặc dùng thế lực bắt ai phải làm, mà những điều thất đức phi nhân, nay còn sám hối muôn phần ăn năn, mong nhờ công đức thiện căn của lòng sám hối truy tầm nghiệp quan, mà tu được tánh nên na, biến lòng liêm sĩ biết hòa dưới trên, nhẫn kham gần gũi người hiền, lánh xa kẻ ác chế kiềm sâu căn, quyết tâm lập chí tu thân. Giữ gìn ba nghiệp lần lần tỉnh thân, tâm bồ đề nguyện viên thành, sống vì lợi ích chúng sanh mọi loài, chi thành sám hối đêm ngày, mười phương chư Phật các ngài chứng tri. Cuối đầu đánh lễ Phật rồi, con xin tiếp tục nguyện lời ăn năn, sám phiền não chướng cội căn, sám ác niệm chướng hai phần đã xong. Còn khổ bao chướng mênh mông, mà cũng xin tuần tự hết lòng có phân, trong kinh Phật dạy ân cần, dù cho đáy bể hoặc hầm núi sâu. Trên không hoặc bất cứ đâu, nghiệp nhân báo ứng dễ hầu thoát ra, chỉ duy sám hối mới là pháp màu rửa sạch chướng ma nghiêm trần.
Khi xưa Đế Thích mãn phần, cám chiêu năm tướng suy dần hiện, tức thời quy hướng phần đà, triệt tiêu năm tướng suy mà sống lâu. Sám hối thập pháp nhiệm màu, khả năng diệu cõi chẳng đau sánh bằng. Phàm phu ngu muội hung hăng, không người chỉ vẽ tôi bằng Thái Sơn. Thánh ưa làm án chẳng sờn, đến khi gần chết vẫn còn ác tâm. Trong giờ phút cuối nghiệp tâm, cảnh báo địa ngục ầm ầm hiện ra. Đầu trâu mặt ngựa quỷ ma, hợp nhau kéo đến đầy nhà đòi oan. Bây giờ dù có ăn năn, có mong sám hối cũng bằng uổng công. Lúng mạnh biến nhát buông lung, mà không chịu tính đức chẳng mong làm lành. Quả báo thiện rõ rành, án thời địa ngục một mình cứu mang. Vẫn dầu cột lửa bảy hàng, tránh sao coi cảnh xương tan thịt bầm. Bây giờ dù biến lỗi lầm, mà cũng không thể sám cam tâm chịu đền. Thế nên cuộc sống hiện tiền, phải cần tu tập, phải chuyên làm lành. Quỷ vô thường đến thịnh lình, chẳng nương già trẻ chẳng bên sang hèn. Thời nào giữ được lâu bền, sắc nào chẳng hoài bán tiền khó mua. Cơ đồ trăm vạn dấu thừa, cũng không thể kéo dây giữa mạng tàn. Gia đình của cái tiêu tan, như trò ảo thuận thế gian thường bày. Sao không suy ngẫm sớm chạy, không lo sám hối sâu dày nghiệp oan. Khi năm thiền sứ hiện thân, quý vô thường đến bất thần chạy đâu. Tránh sao cổ bao đau đầu, một lời sám hối nói đâu đường nào. Dẫu rằng phương đứng bao nhiêu, được sinh lên cõi trời nhiều sướng vui. Một mai phước bao hết rồi, tránh sao cho khỏi đọa nơi tam đồ. Gương ông làm Phật sờ sờ, thác sanh thiền quốc cũng nhờ công tu. Thân chưa giải thoát ngục tù, nên khi mạng hết lại vô luân hồi. Thân tròn chịu mấy trăm đời, sao ta chẳng lấy gương người mà soi. Đến như việc nhỏ trên đời, cửa quan phải đến cũng thời lo âu. Thâu đêm lo lắng ban đầu, xó cùng khổ địa ngục đau thắm gì. Thế mà nào có biết chi, từ vô lượng kiếp tôi bị núi cao anh. Vẫn không e sợ chút nào, chẳng lo thống khổ xa vào ngục sâu. Ngày nay sám hối khẩn cầu, mười phương chư Phật xoa đầu chứng minh. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao quanh mình bủa vây. Tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra.
chịu bao thống khổ khảo tra quanh tỳ ngục tưởng là sắc vây trên thì lưới sắc dân đầy dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh bốn bề lửa dữ thổi vào hòa tội nhân trong đó tháng nào nướng quay cửa thành cho sắc bao vây nành dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh trên không chim sắc đua nhau à móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân đầu trâu ngục tốt rần rần hết là đánh đập chặt bầm phân thấy anh lại thêm xe kiếm đao cày à trên công bổ xuống bầy nhài ruột gan à như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn còn bao khổ bao nghiệp nhân đọa vào địa ngục cán tầng khác nhau khổ bao thân rã chẳng đầu vào nơi cây kim núi đau thọ hình khổ báo thiêu đốt thân mình nằm giường sắc nóng mẫn tình kêu la khổ báo nghiền nát thịt da bánh đau xe lửa nghiến cà nát thay khổ báo chừng nấu nướng quay chui vào lò lửa tan thay vạn dầu khổ báo tàn khổ nát nhầu vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi khổ báo xương nát thịt rơi vào ngục côi sắc say người nát tan anh khổ báo ăn nói dối gian trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi khổ báo lòng đốn rã rời dây đen địa ngục sáu thời xiết căng khổ báo ngập nướng trôi sông chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi khổ báo da nứt thịt phơi chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng khổ báo tàn sát hung hăng địa ngục chim sắc sói lang cắn nhầu khổ báo đâm chém lẫn nhau địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay khổ báo bị nương bị quay địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui khổ báo kẹp nát hình hài địa ngục banh sắc nghiêng say tan bàn khổ báo mổ xẻ thân mình đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo tra khổ báo chém chặt bánh da địa ngục núi thịt mù lòa tối thui khổ báo thịt lũng xương lồi địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh khổ báo mổ cắt xe phanh địa ngục mọc sắn treo mình ngưỡng chân khổ báo nóng nực thiêu thân địa ngục cháy đốt rần rần gào la khổ báo mờ mịt bao la muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây
khổ báo như dại như ngay à ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm à bốn ngàn tám vạn ngục phân à đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau khổ báo có ruột rút đầu à vốn thương nào tùy biết đâu nói cùng nhốt giam lẫn lộn trùng trùng mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con ngay thân mình lung chẳng còn à cũng xa ngục đó oán hận chứa chan à tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn muôn phần thông khổ vạn lần đau thương ngày nay sám hối mười phương chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn nguyện cho khổ báo ngàn muôn tất cả tan biến tận nguồn gốc mây thương.